đang thử cắm con Vitejob 20mm f2.8Z trên body Z6. Cái này là mình ghi trực tiếp từ cái màn hình của máy ảnh. Mình xem việc thay đổi khổng độ. Con lens này mình thấy là nó ok ở trong tầm giá của chỉ khoảng hơn 3 triệu thôi. Đang cắm Z6 chụp thì lấy nét rất là nhanh, lấy nét êm lắm nha. Mắt khẩu f2.8 thì bạn sẽ thấy nó bị tối góc khá khá, nhưng mà cũng không ảnh hưởng. Này nếu mà trường hợp anh em chuyên nghiệp thì có thể xử lý file RAW sau đó thì giảm bớt được. Hoặc sau này có những cái profile trên Lightroom thì cũng sẽ xử lý được cái hiện tượng tối góc con lens này. Con lens góc rộng thì cái chữ này cái khẩu độ lớn thì nó cũng không thể tránh khỏi. Tay nó vừa để luôn profile mặc định trên máy để chụp thôi. Các bạn nghĩ thấy cái bấm là dính thôi. Vlog thì thấy quá ok luôn, nó nhỏ gọn, chất lượng, phải nói là quá được trong tầm giá khoảng 3 triệu. Lan còn ngàm Z luôn, tương thích tốt, chống rung tốt, chụp được sáng thì có một chút viền tím, nhưng mà nếu mà nhìn ở tổng thể của bức ảnh bạn chắc sẽ không thấy đâu. Đây là mình zoom lên để cho các bạn xem ha, bạn ở tổng thể mình thấy nó rất là hài hòa, nó không đến nỗi là bị viền tím rõ ràng. 3 triệu thôi này. Sao đòi hỏi được giống như con Nikon 20F 1.8S được hơn 20 triệu. Ok.